Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Diễm Hương lần đầu khoe bố mẹ dự sinh nhật con trai sau 4 năm bị từ mặt. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hoa hậu Diễm Hương bí mật kết hôn với người chồng đại gia đầu tiên, nhưng cuộc hôn nhân này không mấy hạnh phúc và khiến cô gặp nhiều rắc rối khi phải cầu cứu đến pháp luật vào năm 2014. Khi scandal với chồng cũ đại gia hạ nhiệt, đến năm 2015, cô quyết định tổ chức đám cưới với ông xã Quang Huy và không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ ruột. Sau một năm đi theo chồng, cô mang thai và hạ sinh đứa con đầu lòng. Tối qua, 11 tháng 1, Hoa hậu Diễm Hương đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của con trai cưng bên những người thân. Quý tử đầu lòng của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 mang quốc tịch Mỹ, có tên tiếng Anh là Noah Nguyễn. Trong những hình ảnh mà do mỹ nhân 9X đăng tải, ngoài sự thiếu vắng của ông xã Quang Huy thì chú ý nhất là sự xuất hiện của bố mẹ Hoa hậu Diễm Hương. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô khoe hình ảnh hai người đấng sinh thành lên trang cá nhân sau thời gian dài bị từ mặt. Việc bố mẹ Hoa hậu góp mặt trong sinh nhật bé Noah đã chứng minh họ chịu tha lỗi cho con gái và nhận cháu ngoại. Thời gian gần đây, Diễm Hương gần như kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Cô hạn chế chia sẻ hình ảnh về con trai lẫn ông xã. Trong ảnh mới nhất, quý tử của người đẹp đã cao lớn, phỏng phao và sở hữu nhiều nét đáng yêu. Trong ngày con trai tròn 5 tuổi, Diễm Hương không ngần ngại kể lại hành trình vượt cạn thập tử nhất sinh của bé. 5 tuổi, một chặng đường không ngắn mà mẹ đã may mắn có con cùng đồng hành. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức mẹ chỉ vừa kịp nhớ con được bác sĩ lôi ra khỏi bụng mẹ. Mẹ quên nhiều thứ lắm, nhưng cái cảm giác nằm trên bàn mổ sợ hãi đủ thứ, có lúc còn hèn mà bác sĩ hỏi, giờ không đẻ nữa được không? Bác sĩ vui vẻ trả lời trấn an mẹ, không em ạ. Mẹ biết là không thể, mẹ sợ mình bắt trước, nhưng vì con, trước đó vài ngày mẹ còn chẳng biết sự chết, thì ngay lúc đó mẹ bình tĩnh lấy hết can đảm và gật đầu để bắt đầu ca vượt cạn với sức khỏe yếu ớt sau cơn bạo bệnh. Mẹ nghĩ có chết hay gì cũng chẳng sao vì con được sống và an toàn. Và rồi mẹ cảm nhận được hết đường cắt đầu tiên hay cơn nhấn đầy lực của bác sĩ mang con ra. Tiếng con khóc to nhất cái bệnh viện ban đêm, con hung dữ lắm và mặt cũng xấu nữa. Rồi thì bao vất vả, biến cố, con đều cùng mẹ vượt qua. Nói đúng là con là chỗ dựa cho mẹ vượt qua. Con là bạn để mẹ tâm sự, khóc cùng và hỏi xin ý kiến bất chấp con chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Con giúp mẹ duy trì sự sống. Mẹ la con, mẹ nghiêm khắc với con, mẹ phạt đánh con. Con giận mẹ, con nói con không cần mẹ. Và con nhớ mẹ, mẹ là tình yêu của con. Để rồi ngày hôm nay, con trai mẹ đã lớn hơn. Con lớn nhanh đến nỗi mẹ chỉ muốn nhét con lại vào bụng và sinh con lại một lần, để cho mẹ kịp nhớ hết nỗi ngày mà trôi qua. Mẹ già nhanh quá nên trí nhớ cũng chẳng tốt nữa. Và bao thứ công việc lo toan, mẹ chẳng thể giữ con bên cạnh. Con may mắn được ông bà thương, con hiểu biết hơn về mọi thứ. Con muốn mẹ vui, mẹ biết con đã hy sinh để mẹ vui là con vui. Con mẹ đó mới 5 tuổi nhưng biết mẹ vất vả, nên tối chẳng lên ngủ mà đứng sau đấm lưng mãi. Mẹ mãi nói chuyện điện thoại, ngỡ con làm cho vui rồi thôi, nhưng con đã chẳng dừng nếu mẹ không kịp nhận ra con đã đứng sau mẹ rất lâu. Con trai mẹ hôm nay đã chạy ra cửa đón mẹ từ xa. Con đàn ông để hỏi mẹ, mẹ có gì con phụ mẹ cho. Cứ thế con xách cái túi to gấp đôi mình khệ nệ vào phụ mẹ. Con trai mẹ đã lớn quá, mẹ vui vì con mỗi ngày đều hiểu biết và ngoan. Con thay mẹ mang lại nụ cười cho ông bà. Nhưng con ơi, lớn chậm thôi con à. Mẹ không vội, con cũng vậy, cứ từ từ mà lớn con nhé. Như vậy thì sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, Hoa hậu Diễm Hương và bố mẹ đã tìm được tiếng nói chung. Hy vọng trong thời gian tới họ sẽ gắn kết yêu thương và không còn thêm bất kỳ mâu thuẫn nào nổ ra nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.